Chào tất cả các em. Trong tiết này thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về hình lăn trúng. Bài số 1 thì đó là đề thi đại học khối D năm 2008. Thầy tóm tắt cái đề như sau này. Đầu tiên là cho lăn trúng đứng A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hình lăn trụ đứng này có tam giác ABC vuông. Và AB bằng BC bằng A. Như vậy em đọc đề tới đây thì em thấy ngay tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B. Đề bài cho AA phẩy bằng 2A bằng A căn 2. Rồi tiếp theo M là trung điểm BC. Tìm V lăn trụ ABC chấm A phẩy B phẩy C phẩy. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B phẩy C. Đây là đề khối D năm 2008. Tới đây thầy xóa bài, thầy xóa phần này. Và bây giờ chúng ta cùng vẽ hình. Đầu tiên thì vẽ cái đáy dưới trước. Cái đáy dưới là cái tam giác ABC. Cái tam giác này nó vuông cân nha. Thầy lùi lại một tí nha. Đây, tam giác ABC nó vuông cân. Thì thực ra khi vẽ tam giác vuông cân hay là tam giác thường cũng vẽ giống nhau trong không gian. Tam giác này vuông cân tại B. B ở cạnh này bằng cạnh này bằng A. Đây là hình lăn trụ đứng nha, nên các cạnh bên nó vuông góc với mặt này. Ta vẽ cạnh này là 7 ô với thẳng đứng. Đây là A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. M là trung điểm BC. Chỗ này là điểm M. Tới đây thì em thấy điều gì? Khi vẽ hình thì em cũng có cảm giác luôn. Cái tam giác BAC là tam giác vuông cân, mà M là trung điểm của AC. M là trung điểm BC đây. À thì chỗ này M là trung điểm BC. Thầy nhìn kiểm tra lại cái đề đây này. M là trung điểm BC, đúng rồi. AB bằng BC bằng A. Rồi bây giờ AA phẩy, AA phẩy bằng A căn 2. Đầu tiên ta tìm V hình lăn trụ. V lăn trụ thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 cạnh AB nhân với BC. Tam giác này vuông cân tại B bằng A bình phương chia cho 2. Từ đây ta tìm được V lăn trụ ABC bằng AA phẩy nhân với S tam giác ABC. Ta tính ra được là AA phẩy, thầy ghi lại này, là A căn 2 nhân với A bình phương chia 2. Như vậy là A mũ 3 căn 2 chia 2. Câu đầu tiên tất nhiên các em. Cái hình lăn trụ đứng nên tại điểm này thì ký hiệu AA phẩy vuông góc với mặt đáy.
Và bây giờ ta giải quyết câu tiếp theo. Tìm khoảng cách giữa hai đường AM với B'C, B'C đây. Đường AM. Đây kìa. Đây là hai đường thẳng chéo nhau. Muốn tìm một khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì theo lý thuyết ta chạy qua ba bước suy nghĩ. Bước thứ nhất là ta tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng này. Nếu mà nó không có thì ta xem ta có dựng được hay không. Mà nếu mà nó dựng được ấy, thì ta kiểm tra xem hai đường A và B có vuông góc với nhau hay không. Nếu hai đường A và B vuông góc thì ta chọn một bậc phẳng phu alpha chứa đường thẳng B vuông góc với đường thẳng A. Rồi từ cái giao điểm A này thì dựng AB vuông góc với đường thẳng B. Vậy thì đoạn AB là đoạn vuông góc chung. Em hiểu chưa? Còn trong trường hợp hai đường A và B thì không vuông góc với nhau, thực ra thì ta cũng có cái dựng nhưng mà ta đừng có dựng, nó rắc rối lắm. Mà ta có một cái bước trung gian như thế này. Đây, chọn mặt phẳng alpha chứa đường này song song với đường thẳng kia. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau A và B bằng khoảng cách từ đường thẳng A đến mặt phẳng alpha. Và nó bằng khoảng cách từ một điểm M nào đó thuộc đường thẳng A đến mặt phẳng alpha. Em hiểu chưa? Và cuối cùng nó rơi vào trường hợp tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Là bài toán quen thuộc. Thầy trở lại bài toán này của em. AM với BC em thấy ngay nó không có sẵn ở góc chung đâu. Em thấy chưa? Tiếp theo là AM với B'C, nó cũng hai đường thì không vuông góc với nhau. Thấy chưa? Như vậy ta chỉ có một cách cuối cùng là ta chọn mặt phẳng phụ chứa đường này song song với đường kia. Vậy thì ta chọn mặt phẳng phụ như thế nào? Bây giờ ta để ý thầy này. Trên đường AM ở đây đề bài có sẵn M là trung điểm BC rồi. Như vậy tiếp đây ta chỉ việc thế này. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy đây thì gọi y là trung điểm của B, B phải. Thì ta thấy ngay y, m nó song song với B phải sai. Em thấy chưa? Chứ còn em không để ý cái này thì nó sợ nó hơi khó đấy. Bởi vì từ C mà em dựng một đường thẳng song song với AM đó, ta phải dựng lưu trong nó hơi khó chịu một chút. Em thấy chưa? Từ B phải mà dựng một đường song song với AM thì rất khó, nó nằm ngoài đây. Đó, ta để ý chỗ này. Như vậy cái mặt phẳng phụ chứa đường này song song với đường kia đó là mặt phẳng Y AM. Rồi bây giờ ta trình bày. Bước tiếp theo ta nói là gọi Y là trung điểm. B, B phải. Rồi tiếp theo ta chứng minh B phải C song song với mặt phẳng IM. Ta có B phải C song song với IM vì mở vào. Cái này IM là đường trung bình. Thì ta tam giác là B, B phải C. Rồi B phải C không nằm trong mặt phẳng IA mà IM nằm trong mặt phẳng IA mà suy ra B phải C song song với mặt phẳng IM. Hiểu chưa? Và từ đây ta mới suy tiếp ra về khoảng cách giữa đường B phải C với đường AM đó. Nó bằng khoảng cách từ đường B phải C đến mặt phẳng IAM. Bây giờ ta chọn là khoảng cách từ B phải hay từ C. Em nhìn hình vẽ này. Thì trong hình vẽ này thầy theo thầy sẽ ưu tiên chọn C. Vì lý do ba điểm IAM kết hợp với điểm C nó ra một cái hình chóp trông cũng đẹp đẹp. Em thấy chưa? Trông nó dễ nhìn. Đó là hình chóp đỉnh là Y,
x là tam giác ABC. Em hiểu chưa? Do đó thầy chọn đây là khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng IAM. Rồi bây giờ cuối cùng nó lại rơi vào bài toán tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Mà khi gặp bài toán tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng này, thì thầy sẽ dùng công thức V để làm cho nhanh. Đây này, khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng, khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng IAM đấy, nó bằng V C chấm IAM. Đỉnh là C, đấy là tam giác IM thì đây là 1/3 nhân với diện tích tam giác IAM. Hình chóp C chấm IM thì chính là hình chóp Y chấm AMC. Rồi em hiểu chưa? Từ đây ta suy ra khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng IAM bằng 3 lần VI chấm AMC chia cho S tam giác IAM. Rồi ta dừng lại chỗ này. Bây giờ ta mới tìm diện tích tam giác tìm V I chấm AMC. Em nhìn thấy tam giác AMC chưa? Ta thấy ngay đường cao nó chính là AB, còn cạnh đáy là MC. Diện tích tam giác AMC bằng 1/2 AB nhân với MC bằng 1/2. AB là A, MC là A chia 2. Như vậy là A bình phương chia 4. Hình chóp này thì chiều cao của em là IB. IB thì nó bằng A phải chia 2, đúng không? Thì ghi lên luôn là IB bằng 1/2 A phải bằng A căn 2 chia 2. Rồi, ta dừng lại được cái IB. Bây giờ ta tìm V hình chóp này. V hình chóp Y chấm AMC bằng 1/3 chiều cao là IB, đấy là diện tích tam giác AMC. IB là A căn 2 chia 2, diện tích tam giác AMC bằng A bình chia 4. Như vậy đây là A mũ 3 căn 2 chia 24. Rồi ta dừng lại chỗ này. Rồi bài tiếp theo, ta tìm diện tích tam giác IAM. Cái chỗ nó khó ở chỗ này không? Cái tam giác IAM chưa có đường cao nên ta sẽ dựng cái đường cao. Mà ta dựng như thế nào? Thì cái chỗ này thầy nói kèm rất nhiều lần rồi. Trong cái hình chóp Y chấm A BM ở chỗ này đó, ta có cái đường IB là đường chuẩn. Như vậy thì nó có một cái quy luật thôi, là từ chân cái đường chuẩn ta dựng lại một cái đường vuông góc xuống là BH, nó vuông góc với AM. Tiếp theo này, ta kể BH vuông góc với AM. Rồi sau đó làm gì? Ta chứng minh AM vuông góc cái mặt phẳng IBH. Chỗ này. Rồi ta xem này, AM vuông góc với đường nào? Thứ nhất là AM vuông góc với BH. Rồi AM vuông góc với đường thứ hai là IB. BH và IB cùng nằm trong mặt phẳng IBH. Từ đây ta suy ra AM vuông góc với mặt phẳng IBH. Và ta cũng suy ra AM vuông góc với IH. Như vậy thì IH là đường cao của tam giác IAM. Các em hiểu chưa? Muốn tìm IH thì sao? Ta dùng định lý Pythagore trong tam giác vuông là IBH.
Như vậy ta phải tìm BH coi như xong. BH tìm như thế nào? Thì ta thấy ngay là BH là đường cao tam giác ABM vuông tại B. Thầy ghi chỗ này. BH là đường cao tam giác ABM. Tam giác này vuông tại B. Như vậy ta có thể thức như sau này: 1 trên BH bình phương và 1 trên BA bình phương cộng với 1 trên BM bình phương đấy. Xem thấy chưa? 1 trên BA bằng A là A bình phương cộng với 1 trên BM bằng A chia 2 bình phương là A bình chia 4. Như vậy bằng 5 chia A bình phương. Từ đây ta suy ra BH bằng A chia căn 5. Rồi ta tìm được BH. Sau khi có BH rồi ta tìm IH. Vậy thì tìm là IH nhé. Ta ghi chỗ này cũng được. Tam giác IBH. Tam giác IBH vuông tại B. Ta có IH bằng căn bậc 2 IB bình phương cộng với BH bình phương. IB nó bằng A căn 2 chia 2 bình phương nên là 2A bình phương chia 4 cộng với BH chỗ này là A bình chia 5. Bình chia 4 ta có thể ghi là A bình chia 2 cũng được. Như vậy chỗ này là bằng căn này. Mẫu số chung là 10. Đây là 7A bình phương. Như vậy đây là A căn 7 phần 10. Độ dài AM ta cũng chưa tìm đúng không? Bây giờ ta tìm. Vậy thì xóa chỗ này. Ba lần a mũ ba căn 2 chia 2 4
diện tích tam giác IAM là A bình phương căn 7 chia cho 4 căn 2. Tới đây để cho dễ thì ta có thể làm là từ từ cũng được. 3A mũ 3 căn 2 nhân với 4 căn 2. Đây là, hoặc ta đơn giản đây thôi thì ghi lại là 24 nhân với A bình căn 7. Chỗ này có 4 nhân với 3 là 12. 12 nhân với 2 là 24, như vậy chỗ này là xong rồi. 24. Như vậy A chia căn 7. Từ đây ta suy ra vậy khoảng cách giữa đường AM với đường B phải C bằng A chia căn 7. Bây giờ ta qua bài số 2. Bài số 2 là đề thi đại học khối B năm 2009. Đề bài tương đối có vẻ là khá dài. Thầy tóm tắt như sau này. Đầu tiên là cho hình lăng trụ tam giác. Thực ra thì đó là hình lăng trụ thôi, các em hiểu chưa? Đấy là tam giác. Hình lăng trụ. A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hình lăng trụ này nó có B, B phẩy bằng A. Góc giữa B, B phẩy với đáy bằng 60 độ. Góc giữa B, B phẩy với đáy thì đây cho là đáy A, B, C. Tại vì góc giữa B, B phẩy với đáy trên hoặc đáy dưới nó như nhau, hai mặt đáy này nó song song với nhau bằng 60 độ. Rồi trang tiếp theo là tam giác ABC. Tam giác ABC vuông tại C. Góc A của em bằng 60 độ. Cái chỗ này là cái quan trọng của em này. Hình chiếu vuông góc của B phẩy. Hình chiếu của B phải lên mặt phẳng ABC là trọng tâm, là trọng tâm. Tam giác ABC. Như vậy thì có nghĩa là từ trọng tâm tam giác ABC theo vẽ thẳng đứng lên, điểm ở trên nó chính là B phải. Đề bài yêu cầu một câu hỏi thôi, tìm V tứ diện A phải ABC. Rồi bây giờ chúng ta cùng vẽ hình bài này. Bài này có vẻ đề nó hơi rắc rối thì xóa bài. Rồi các em xem người ta xem nó vẽ hình như thế nào. Đầu tiên các em vẽ đáy cái tam giác ABC trước. Thì cứ theo quy luật của thầy, độ dài đoạn này là 10 ohm. 3, 6, 9, 10 độ. Rồi xuống 3 qua 3. Tam giác ABC vuông tại C. Như vậy thông thường thầy sẽ vẽ góc cái góc vuông ở chỗ này dễ nhìn. Góc A bằng 60 độ. Trong hai cái vị trí này ta chọn một cái là A. Nhưng mà vì góc 60 độ nên ta chọn A nằm chỗ này. Ta ký hiệu đây là 60 độ. Như vậy còn lại là C. Và ta tự hiểu ở đây là B. Và ta tự hiểu là cái góc B chỗ này bằng 30 độ nha. Rồi các em xem tiếp này. Góc giữa B, B phẩy với đáy bằng 60 độ thì ta cũng chưa vẽ được cái gì cả. Ta chú ý câu này. Hình chiếu của B phẩy lên ABC
là trọng tâm tam giác ABC. Như vậy tiếp theo ta phải vẽ trọng tâm tam giác ABC. Trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến. Thực ra thì ta chỉ cần vẽ hai đường là đủ rồi. Đây. Thầy đặt tên trọng tâm chỗ này là G đi. Hình chiếu của B phải lên mặt đáy là trùng với trọng tâm. Như vậy từ G thầy dựng một đường vuông góc với mặt phẳng đáy. Điểm này là điểm B phẩy. Rồi can thiệp với hình vẽ chưa? Rồi ta không quên là phải ký hiệu của hai góc vuông chỗ này. Có nghĩa là trong cái hình vẽ này đường B phẩy G của em là đường chuẩn này. Nó vuông góc với mặt đáy. Và B phẩy G cũng là đường cao của cái hình lan trụ này. Rồi bây giờ ta nối lại để các em vẽ ra hình lan trụ. Đây là B, B phẩy. Đây là cạnh bên. Tiếp theo là vẽ 10 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Đây. B phẩy. Đây là A. Đây là A phẩy. Cái hình này nó hơi hơi khó chịu một chút. Rồi. Cái góc ra cái mặt phẳng này nó hơi bị dẹp. Thôi mình chấp nhận chỗ này. Cái hình lan trụ nó như thế này. Tất nhiên các em chú ý tam giác A phẩy B phẩy C phẩy cũng vuông thì C phẩy, cái góc này cũng bằng 60 độ không có gì hết, được chưa? B B phẩy bằng A. Bây giờ đầu tiên trước khi làm bài này ta giải quyết cái khúc mắc của đề bài, đó là góc giữa B B phẩy với đáy bằng 60 độ. Góc giữa B B phẩy với đáy là góc giữa B B phẩy với hình chiếu của B B phẩy lên đáy. Hình chiếu của nó thế ngay chính là BG. Đây. Góc này nó bằng 60 độ. Rồi em hiểu chưa? Rồi bây giờ ta đi giải quyết cái khúc mắc của đề bài trước cái đã. Bước đầu tiên trong bài toán này. Thầy nói là gọi G là trọng tâm. Tam giác ABC. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC, ta suy ra B phẩy G vuông góc với mặt phẳng ABC. Đó. Câu thứ nhất xong. Tiếp theo ta giải quyết cái khúc mắc ở chỗ này. Góc giữa B, B phẩy với ABC bằng 60 độ bị thầy chỉ ra này. Ta có B, B phẩy giao với mặt phẳng ABC bằng điểm B. Rồi ta có B phẩy G vuông góc với mặt phẳng ABC. Từ đây ta suy ra BG là hình chiếu. Của B, B phẩy lên mặt phẳng ABC. Từ đây ta suy ra góc giữa B B phẩy với mặt phẳng ABC là góc giữa đường B B phẩy với đường BG bằng góc B phẩy BG. Rồi ta dừng lại chỗ này. Bây giờ muốn tìm V hình lan trụ thì ta tìm V hình chóp này, hình chóp A phẩy ABC, A phẩy ABC thì đầu tiên ta tìm diện tích đáy của ta.
Mà muốn tìm diện tích ngắn thì ta phải tìm độ dài là AC với CB, em hiểu chưa? Người ta cho góc này 60 độ, độ dài cạnh này A thì mục đích là làm được cái gì? Để các em tìm được BG nha. Tất nhiên có BG thì tìm được B phẩy G. Có BG thì ta tìm được cái chỗ này là Y. Ta tìm được BY. BY là trung tuyến. Mà có BY thì làm được cái gì? Là các em xem này. Ta dùng định lý Pythagore trong cái tam giác ICB. Tam giác IBC là tam giác là vuông. Ta đặt độ dài cạnh AC này, chỗ này là các em này là X. Thì góc này 60 độ, các em hiểu chưa? Thì ta sẽ chứng minh được cái độ dài cái chỗ này bằng x căn 3 đó. Ở đây thầy tính nhầm, lát thầy, thầy sẽ ghi chi tiết lại cho các em. Như vậy thì IC bằng x trên 2. Ta biết độ dài IB rồi, ta dùng Pythagore, các em sẽ tìm được x bằng số mấy. Coi như tới đây là diện tích tam giác ABC đã giải quyết xong. Thầy hiểu chưa? Rồi bây giờ thì tìm B phẩy G với GB nhé. Tam giác B phẩy GB, B phẩy GB vuông, vuông tại G. Bây giờ muốn tìm B phẩy B thì dùng thằng cái này đối, cái này huyền thì dùng thằng sin. Sin gốc B phẩy BG bằng đối, đối là B phẩy G chia cho huyền là B phẩy B. Từ đây suy ra B phẩy G đấy. B phẩy G bằng B phẩy B. B phẩy B nhân với sin 60 độ. B phẩy B là A sin 60 độ là căn A căn 3 chia 2. Như vậy đây là A căn 3 chia 2. Ta xong cái thằng B phẩy G. Tiếp tục ta tìm BG. Thì ta có BG bằng căn bậc 2. B phải bình phương trừ đi B phải G bình phương, cần tính ra đây là A bình phương trừ đi B phải G này. 3A bình chia 4 bằng A chia 2. Như vậy đoạn BG bằng A chia 2. Có BG thì suy ra BY. Ta nói thế này, gọi gọi Y là trung điểm AC. Có Y là trung điểm AC nó suy ra BY. BY bằng 3 phần 2 BG. 3 phần 2 nhân với A chia 2 bằng 3A chia 4. Rồi bây giờ tiếp theo này. Ta đặt AC bằng x. Đặt AC bằng x. Bây giờ ta mới tìm BC. Trong tam giác ABC vuông thì cạnh này đối, cạnh này cày, đúng không? Tam giác ABC vuông, vuông tại C, ta có sin, tan góc CAB, đối chia kề, đối là BC, chia cho kề là AC, suy ra BC bằng AC nhân với tan 60 độ, như vậy là x căn 3. Rồi bây giờ ta mới tìm x. Ta xét trong tam giác IBC. Tam giác IBC vuông, vuông tại C. Ta có IB bình phương bằng CI bình phương cộng với CB bình phương. Các em ta thế số ở đây. IB ta mới tìm xong là 3A chia 4 với bình phương, đây là 9A bình phương chia cho 16. CI là x chia 2 là x bình phương chia 4.
x căn 3 bình phương lên đó là 3x bình phương. Rồi bây giờ kem A chỗ này ta rút gọn này 12. Như vậy là 13x bình phương chia 4 bằng 9 phần 16a bình phương. Ta rút ra x bình phương bằng 9 phần 16a bình phương nhân với 4 phần 13. Ta tính ra chỗ này. Như vậy là 9a bình phương. 9a bình phương chia cho 4 căn 4 nhân với 13. Từ đây ta suy ra x bằng 3a chia cho 2 căn 13. Có AC thì ta suy ra BC. Từ đây suy ra BC ta bằng x nhân với căn 3 bằng 3a căn 3 chia cho 2 căn 13. Cuối cùng ta sẽ tìm ta tìm được tại diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 CA nhân với CB. Ta thấy ở đây bằng 1 phần 2 CA là x là 3A chia 2 căn 13. CB 3A căn 3 chia cho 2 căn 13. Căn tính ra chỗ này. Đây là 9A bình căn 3. Chỗ này là 8. 8 nhân với 13, em bấm máy chỗ này. 8 nhân với 13 bằng 104. Rồi bây giờ ta đi tìm chiều cao của hình chóp này. Bây giờ các em xem này. Thầy xóa bảng chỗ này. Cái hình chóp A phẩy ABC đó, thì chiều cao nó bằng khoảng cách từ A phẩy đến mặt phẳng ABC. Ở đây ta sẽ không dựng cái đoạn vuông góc xuống mà ta lưu ý như thế này. Ta lập luận như thế này, cái mặt phẳng ABC nó song song với mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy, em công nhận chưa? Như vậy thì khoảng cách từ mọi điểm trên mặt phẳng này, mọi điểm thuộc mặt phẳng này đến phẳng kia nó bằng nhau. Tức là khoảng cách từ A phẩy đến mặt phẳng đáy đáy dưới cũng bằng khoảng cách từ B phẩy đến mặt phẳng đáy dưới. Nên từ đây ta suy ra khoảng cách từ A phẩy đến mặt phẳng ABC nó cũng bằng khoảng cách từ B phẩy đến mặt phẳng ABC và nó bằng độ dài B phẩy G là bằng A căn 3 chia 2. Cuối cùng ta mới tìm được V hình chóp này. V A phẩy chấm ABC bằng 1 phần 3 B phẩy G nhân với S tam giác ABC. Các em thấy vào đây 1 phần 3 nhân với A căn 3 chia cho 2 nhân với 9A bình căn 3 chia cho 104. Căn đơn giản căn 3 là số 3. Đơn giản đi. Như vậy là 9. 9A mũ 3 chia cho 208. Như vậy thì trong tiết số 3 này em giải được hai bài khá hay về hình lan trục. Trong tiết tiếp theo thầy sẽ sửa cho các em bài tập về hình lan trục nhưng mà nó có liên quan đến mặt cầu ngoặc tiếp hình chóp. Thầy chào tất cả các em.